cái thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là liên quan tới 3 tỷ đô la hôm nay chúng ta có tới hai thông tin liên quan tới 3 tỷ đô la này các bạn và đây là cái tin tức đến từ cái công ty FTX thì hầu như cái đề nghị mà có FTX 2.0 nên đã không được chấp thuận hay gì đó chúng ta không rõ tại vì thường thường là người bên trong và họ cũng không chia sẻ nhiều thông tin chúng ta chỉ biết đó là bây giờ công ty FTX họ đề xuất là bán 3 tỷ đô la crypto tại sao họ muốn bán tại vì họ muốn trả tiền lại cho những chủ nợ và họ không muốn trả bằng bitcoin và ether nhưng mà họ lại muốn trả bằng đồng đô la các bạn đây điều cũng khó hiểu thường đó là những công ty họ sẽ trả bằng đồng ether hay là bitcoin nhưng mà đợt này đó thì họ muốn trả bằng đồng đô la thì khi mà nghe con số 3 tỷ đó nghe nó rất là lớn thì đương nhiên nhiều bạn cũng rất lo lắng các bạn tại vì chúng ta đã biết là cái vụ liên quan tới Terra UST khi mà mới một hai tỷ đô la Bitcoin thôi đó, được bán thì nó dẫn đến giá giảm như thế nào rồi thì nhiều người cũng lo lắng nhưng mà họ nói bây giờ ra đây chỉ là một đề xuất mà thôi khi nào mà được chấp thuận không biết là ai phải chấp thuận các bạn không nghĩ là những chủ nợ và tòa án phải chấp thuận nếu được chấp thuận đó thì họ sẽ bán 50 tới 100 triệu đô la crypto mỗi tuần thôi nghĩa là không phải là bán hết ba tỷ một lượt đâu đừng có lo chỉ bán 50 tới 100 triệu mỗi tuần và họ đã hợp tác với công ty của Mike Novogratz là Galaxy Digital công ty này đó sẽ thực hiện chiến lược bán một cách nào đó để tránh tác động đến giá thị trường không phải là tại vì họ quan tâm đến bạn đang lưu trữ Bitcoin hay Ether hay gì đâu chỉ là nếu như mà giá giảm xuống đó thì khi họ bán họ sẽ lấy lợi ít tiền hơn đương nhiên họ muốn làm một cái tờ đó bán uh, chia ra làm sao để không làm ảnh hưởng đến giá thị trường nhưng mà đây là cái đề xuất mới nhất của FTX các bạn và thủng nhớ đó cái thông tin cách đây vài tháng là cuối cùng họ đã kiếm ra được là khoảng 7 8 tỷ gì đó. À, các bạn đã nhớ là cái lỗ hỏng đó thống kê là khoảng 1 2 tỷ thôi. Trước đây thống kê cái lỗ hỏng lên tới 9 tỷ lần các bạn nhưng mà lỗ hỏng bây giờ là 1 2 tỷ. À, thường nhớ là như vậy thì con số này đại diện cho khoảng chừng là gần phân nửa cái số mà họ đã tìm được. Nếu là như vậy có phải là họ sẽ không có FTX 3 0 hay không? Có đó thường không rõ các bạn. Trong bài viết này cũng không đề cập đến. Và thêm vào đó đó họ nói là bây giờ họ đang sở hữu một số lượng lớn Bitcoin và Ether. Thì họ sẽ tìm cách nào đó để ít nhất có thể kiếm được lợi nhuận khi mà cái sự việc này đang diễn ra Có nghĩa là họ sẽ sử dụng Ethereum để mà đem đi stake các bạn Hy vọng là họ không có gặp bất cứ rắc rối gì đi stake với một công ty nào đó Dẫn đến là cái số Ether này bị mất luôn Hy vọng mà không phải như vậy Nhưng mà họ nói là họ sẽ tìm cách để mà stake Ether để ít ra có lợi nhuận trong thời gian chờ đợi Và đây là cái văn bản cho thấy là họ đã đề nghị là bán mỗi tuần à, Tối đa là từ 50 tới 100 triệu mà thôi cái thông tin kế tiếp này thật ra không phải là thông tin gì mới hết á, Đây là thông tin mà Thông đã từng chia sẻ với các bạn Trong khoảng chừng là cách đây vài tháng, hồi tháng 5 đó Thì lúc đó là chúng ta có báo cáo quý 1 của Coinbase Nhưng mà tôi muốn nhắc lời để các bạn nhớ là các bạn đã nhớ lúc đó đó Coinbase họ đã công bố quý 1 là những tổ chức đầu tư đó Chiếm khoảng 3 phần tư Khối lượng giao dịch trị giá là 309 tỷ đô la từ Coinbase trong quý 1 mà thôi, nghĩa là từ tháng 1 tới tháng 3 Các bạn nên nhớ là từ tháng 1 tới tháng 3 đó đó là cái thời gian mà chúng ta Cũng chưa thực sự có sự hồi phục đâu các bạn, sự hồi phục lớn đó là bắt đầu từ thời điểm Sau tháng 3 Sau khi mà có cái sự sụp đổ của SBB Thì công ty Coinbase nói là khách hàng của họ bao gồm các công ty quản lý tài sản Công quỹ của công ty lớn và các quản lý quỹ đầu tư có nghĩa là các bạn thấy là điều này nó cũng khá là thú vị tại vì công quỹ những công ty lớn có nghĩa là có những công ty lớn thu mua bitcoin để làm gì các bạn đương nhiên là lưu trữ trong ngân khố của họ rồi và những quỹ đầu tư cũng thu mua thì trong đây có ai các bạn không phải là có blackrock về đâu hay không thì hoàn toàn là có thể tại vì các bạn nên nhớ đó sau đó vài tháng thì có tin là blackrock uh, bitcoin etf đã được đề xuất Điều mà tôi muốn chia sẻ đây với bạn đó, thường chúng ta nói tới những thông tin là những tổ chức đầu tư đã tham gia vào thì nhiều khi nghe đó, nó giống như là một thuyết âm mưu của bạn nhưng mà thật sự khi mà các bạn nhìn những thông tin và sâu chui lại với nhau đó những gì mà thường chia sẻ với các bạn bao nhiêu năm qua đó thì các bạn thấy là từ từ mọi thứ đều lộ ra để các bạn thấy nó sẽ không có phẫn ngay lập tức đâu và những lúc mà những tổ chức này thu mua ra giống như là thu mua con thì đương nhiên họ không có lên trên comic uh, app rồi bấm cái nút buy đó các bạn họ đương nhiên sẽ gọi con và họ sẽ thu mua ở mức giá nào đó để không dẫn đến là giá tăng tại vì họ thu mua để làm chuyện khác các bạn chứ không phải là họ thu mua để giá tăng để các bạn chốt lời đâu họ sẽ có cái dự định riêng của họ rồi thì chúng ta thấy những thông tin như thế này đó nó sẽ hoàn toàn không rõ ràng khi mà các bạn nhìn lại mới thấy ờ à, thì là như vậy cho nên thường luôn chia sẻ những cái suy nghĩ của mình với các bạn hàng ngày Có đúng, có sai các bạn, đương nhiên thường không ai giờ biết được tương lai Nhưng mà thường chỉ có thể suy nghĩ đến là những gì đang thật sự xảy ra đứng sau lưng Của những sự kiện chúng ta thấy hàng ngày mà thôi Và tin tức đó thì có tin tốt, có tin xấu, có tin thật, có tin giả Điều quan trọng đó là chúng ta sâu chủ lại với nhau các bạn Khi mà sâu chủ lại với nhau đó thì các bạn có thể loại bỏ được những thông tin mà nó không có logic còn những cái còn lại đó thì các bạn ít ra cũng có thể thấy được câu chuyện đứng xưng là gì Đó là điều tôi muốn chia sẻ ở đây với các bạn Rất rõ ràng là có nhiều quỹ đầu tư, có nhiều công ty đang thu mua crypto Họ là ai? Họ chỉ không lên tiếng thôi các bạn Thậm chí đó chúng ta đều biết công ty mà lưu trữ nhiều crypto nhất bây giờ đó chính là MicroStrategy Lưu trữ số lượng lớn Bitcoin nhưng mà có phải họ là người lưu trữ nhiều nhất hay không? Chúng ta hoàn toàn không biết rất là nhiều những công ty mà họ không trên sàn chứng khoán đó họ lưu trữ bao nhiêu họ cũng sẽ mãi mãi không thông báo đâu các bạn thì làm sao các bạn biết chắc chắn là không có những công ty nào lớn hơn cả Microsoft ra chỉ lưu trữ nhiều bitcoin hơn và chúng ta cũng thấy là ngày hôm nay đó lại có thêm hai đề xuất Ethereum Futures ETF nữa và hai đề xuất này là đến từ Ark Invest và 21 Shares cái chúng ta hiểu đây đó, đây là đề xuất liên quan tới Ether Futures Nghĩa là dựa theo giá hợp đồng tương lai của sàn CMB Chứ nó không phải là một cái quỹ spot à, Nghĩa là quỹ mà phải có Ether thật sự Nhưng mà ít ra các bạn đã thấy là bây giờ đã những công ty lớn Họ bắt đầu chuyển qua để mà muốn có những cái future Ether ETF và đây là bước đầu tiên các bạn có futures rồi thì mới có spot. Thực ra thường cảm thấy cái này nó cũng ngược lại, tại vì thường có spot mới có futures. Nhưng mà đối với SEC đó họ nghĩ là futures an toàn hơn <laughs> vì một lý do nào đó. À, thì các bạn thấy là một đề xuất đó là chỉ Ethereum futures ETF thôi. Đề xuất còn lại đó là Ether và Bitcoin nghĩa là có cả hai trong đó. Thì à, chúng ta không biết là SEC sẽ nghĩ gì về những cái quỹ Ethereum futures ETF này và chúng ta cũng biết là điều mà nhiều người quan tâm nhất đó là SEC nghĩ gì về những cái quỹ đề xuất Bitcoin spot ETF của những công ty lớn như là BlackRock Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để nói tới câu chuyện liên quan tới 3 tỷ đô la thứ nhì đi Thì Câu chuyện này đó là một câu chuyện mà đã có cái đây khoảng chừng là hơn một tuần rồi Thì các bạn đã nhớ là có ai đó nó nhìn vào cái địa chỉ ví lớn thứ ba mà đang lưu trữ Bitcoin hiện tại Và nhìn thấy được là có ai đó đang tích đi Bitcoin trong cái ví này và rất nhanh chóng trong vòng chỉ có 3 tháng thôi đó thì đã có khoảng chừng 3 tỷ đô la Bitcoin Và cái số lượng này khiến cho địa chỉ ví đã trở thành địa chỉ ví lớn thứ ba đang lưu trữ Bitcoin hiện tại ở trên blockchain Thì ai cũng biết là cái số lượng Bitcoin này được lưu trữ bởi ai Có nhiều cái tin đồn là thường đã từng chia sẻ là BlackRock Có những công ty khác à, Thì trước đây đã, có nhiều người nói là không Cái địa chỉ ví này là của Gemini Nhưng mà cuối cùng đó, thì hôm nay Nhiều người cũng đã có thêm thông tin Và họ đã đưa ra kết luận đó, địa chỉ ví này Là thuộc về sàn Robinhood các bạn Thì câu hỏi vẫn là Tại sao sàn Robinhood lại muốn tích lũy nhiều Bitcoin như vậy họ tích tủy để làm gì các bạn à, họ có thật sự là cần số lượng bitcoin con hay không hay là họ tích tủy với người khác có rất nhiều câu hỏi hiện tại tại vì chúng ta thấy là Robin Hood thì uh, cách đây khoảng chừng là 3 tuần họ nói là họ đang bị điều tra bởi tiểu bang New York rồi chúng ta cũng thấy là công ty Alphabet như là công ty Google đó thì họ cũng đã đâm tổng cộng là 90% cổ phần của Robin Hood mà họ đang có và chúng ta cũng thấy những thông tin như là sàn Robin Hood họ nói là cổ phiếu của họ giảm mặc dù là cái uh, thu nhập của họ cũng vẫn tốt nhưng mà cái số lượng người à, giao dịch từ sàn Robinhood cũng đã giảm xuống thì những điều này đã khiến người nghĩ rằng sàn Robinhood đó, thật ra cũng không phải là một sàn mà đang có khả năng để mà lưu trữ 3 tỷ đô la bitcoin nếu như mà họ có số lượng lớn như vậy thì họ có thể làm những điều khác Cổ đông sẽ nói là họ dùng số tiền này để mà thu mua lại cổ phần hay là làm gì đó chứ không có nghĩ đến là họ sẽ tích lũy 3 tỷ đô la bitcoin này cho nên câu hỏi vẫn là cái số lượng này họ tích lũy À, cho một ai đó có thể là họ thu mua ở một nơi nào đó rồi họ tích lũy dùm một cái công ty khác nào đó chúng ta hoàn toàn không biết chỉ biết bây giờ đã là số lượng này là đang được nắm giữ bởi sàn Robinhood điều kế tiếp tôi muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn đó là chúng ta cũng thường hay nói tới là cái chu kỳ tâm lý thị trường Như các bạn nhìn thấy trên màn hình đã bắt đầu từ hoài nghi, hy vọng, lạc quan, niềm tin, phấn khích rồi tới đỉnh hưng phấn rồi chúng ta là bắt đầu trên con đường đi xuống đó là kiêu căng, lo ngại, phủ nhận, hoảng loạn, đầu hàng, phẫn nộ, chán nản hoài nghi và chúng ta lại bắt đầu một chu kỳ mới và những người nào mà đã theo kênh trong vòng ít nhất đó, là 5 năm qua thì các bạn cũng đã thấy là chu kỳ tâm lý này nó đúng với thị trường chứng khoán tại vì nó bắt nguồn từ đó mà nó cũng đúng với thị trường crypto chúng ta trải qua những cảm xúc này mỗi một chu kỳ và điều thú vị đó là các bạn thấy được là người này đã cũng đã dùng một cái lập luận tương tự và cũng đưa ra cái chu kỳ tâm lý cho thị trường crypto các bạn thì đây là phiên bản crypto thì chúng ta thấy được là bắt đầu đó thì luôn sẽ có những câu nói là không giá sẽ tiếp tục giảm nữa sau khi mà giá đã giảm rồi thì khi mà giá Bitcoin chậm đáy đó chúng ta sẽ nghe nhiều người nói là không tôi sẽ đợi để mà mua mức thấp hơn nữa Chúng ta cũng đang nghe nhiều khi mà giá Bitcoin xuống còn khoảng chừng là 3.300 năm 2018 Và các bạn thấy đây nhiều người nói là không Bitcoin phải xuống 1.000 đô Chắc chắn là như vậy vì uh, hyper Hyperwave Theory hay là vì lý thuyết này lý thuyết kia hay là vì biểu đồ này biểu đồ kia các bạn Nhưng mà tới cuối cùng đó, thì Bitcoin cũng đã không đi theo bất cứ biểu đồ nào khác và lại có sự tăng trưởng Khi mà Bitcoin có sự hồi phục đó từ đấy chúng ta sẽ nghe nhiều người nói là không đây chỉ là một cái bẫy mà thôi, một cái bull trap một cái bull trap đừng mua đừng mua sau đó giá lại tăng nữa à, thì nhiều người nói là nó tăng nhưng mà nó vẫn cách xa cái đỉnh rất là nhiều cho nên cũng không có gì là đáng vui hết sau đó, đó thì giá lại tiếp tục tăng nữa các bạn, à, chúng ta lại đi vào cái phần kế tiếp là nói là tại sao mà tôi lại ngu xuống như vậy, không tôi sẽ chờ đợi giá ít nhất cũng phải giảm xuống, tuy là có thể mua những bức dưới như này nhưng mà bây giờ lỡ để giá tăng rồi thì bây giờ đợi giá giảm một chút thì tôi mới mua mặc dù là có thể mua ở mức cao hơn là những mức như là số 1 ra số, số 3 này. Rồi sau đó giá lại không điều chỉnh bao nhiêu mà lại tăng nữa đó thì chúng ta đã thấy những cảm xúc như là wow, giá lại sẽ tiếp tục tăng. Đợt này đó thật sự là một cái mùa mới rồi. Khi mà chúng ta đã thấy là giá phá đỉnh cũ, rồi mọi người sẽ có cái sự FOMO và panic buy ngay lúc này. Rồi các bạn thấy được là giá lại tiếp tục tăng nữa, dẫn đến nhiều người cực kỳ vui, cực kỳ hưng phấn. Đây là cái thời điểm all time high giá cao nhất các bạn à mà mọi người đó đều trở thành Bo, thời điểm đó, các bạn thấy được là thị trường bull market sẽ khiến cho mọi người lạc quan Và bear market sẽ khiến cho người lạc quan nhất cũng trở thành bi quan Và trong bull market thì ngược lại các bạn, người bi quan nhất trở thành lạc quan Đó chính là cái thời điểm mà chúng ta cần phải lo lắng Thì đây là cái đỉnh các bạn, số 6 này đó là cảm ơn, tôi tiếp tục mua, tiếp tục tăng đi Rồi sau đó các bạn thấy là chúng ta lại đi về cái hướng bên tay phải có nghĩa là chúng ta đã kết thúc một chu kỳ tăng trưởng và bây giờ chúng ta lại bắt đầu một chu kỳ downtrend thì trong chu kỳ downtrend này đó khi mà giá giảm xuống à, thì mới đầu mọi người cũng không có lo lắng nhiều rồi các bạn giống như là hồi tháng 3, tháng 4, tháng 5 năm 2018 hay là thậm chí các bạn thấy là nửa năm đầu của năm 2022 đó thì à, mọi người cũng không lo lắng nhiều và khi mà giá giảm tới mức nào đó đó rồi lại có cái sự đi ngang thì như đó là không quan tâm số 8 này nó là chúng ta à, chờ đợi tích lũy để tiếp tục tăng thêm cái gì cũng vậy cần phải uh, tích lũy cần phải nghỉ ngơi thì mới tăng tiếp tục nữa nhưng mà chúng ta đã không thể tăng trưởng mà lại tiếp tục giảm nữa các bạn rồi mọi người nói là không đây chỉ là một cái uh, điều giảm nhẹ một cái chu kỳ giảm nhẹ cho một chu kỳ tăng trưởng mà thôi nhưng mà các bạn thấy là sau đó giá tiếp tục tăng thì chúng ta tới số 9 này à, số 9 này đó là hoàn toàn ngược lại với lời số 5 số 9 này đó là trời ơi Crypto là một sự lừa đảo bán hết đi các bạn và đây là lúc mà mọi người panic buy nghĩa là FOMO và đây là lúc mà mọi người lo sợ nhất và bán hết Giá cũng không ngưng ở đó đâu nhưng mà chúng ta thấy được là sau khi mọi người hoảng loạn bán rồi đó chúng ta sẽ đi vào một cái thời điểm Thời điểm này đó là nhiều bạn biết với một cái tên khác đó chính là thời điểm phẫn nộ và chán nản các bạn phẫn nộ trước rồi mới tới chán nạn phẫn nộ là lúc mà các bạn nói là tại sao bây giờ vẫn đang có người bán ai đang sốt gì tại sao mà chính phủ không cấm à, thao túng thị trường vân vân đó là lúc các bạn phẫn nộ và chán nạn đó là lúc mà các bạn cũng chẳng quan tâm cũng chẳng muốn nhìn giá luôn tiền tôi đã mất tại sao tôi đầu tư quá nhiều tôi là một người gốc đó là cái thời điểm chán nạn các bạn thì giá lại sẽ tiếp tục xuống để chúng ta đi vào cái dùng đó rồi sau đó các bạn thấy được là mọi người nếu như mà không có lòng tin vững chắc đó thì cái phần cuối cùng sẽ rời khỏi cái thời điểm chán nản này phấn đầu chán nản chúng ta đã đi vào một mùa mới các bạn thì đây là cái phiên bản crypto mà thường muốn chia sẻ với bạn cũng khá là thú vị thì có thể nhiều bạn muốn biết là chúng ta đang nằm ở đâu thì các bạn đã biết quan điểm của Thuận rồi. Thuận là một người tin vào chu kỳ mỗi 4 năm và dựa theo lịch sử chu kỳ 4 năm đó chúng ta đã bắt đầu bước qua một cái mùa hồi phục rồi các bạn. Năm 2000 23 này sẽ tương tự như năm 2019 và cho tới bây giờ điều đó vẫn đang xảy ra các bạn. Chúng ta vẫn thấy là có một cái sự tăng trưởng từ đầu năm cho đến phương trình giữa năm, rồi nếu như mà lặp lại năm 2019 thì sẽ có một cái sự giảm giá từ đây cho đến cuối năm nhưng mà điều quan trọng hơn nữa chúng ta sẽ không thấy cây đỉnh mới cho đến khi nào chúng ta đã có Bitcoin halving năm 2024 và sau đó, đó supply shock có nghĩa là chúng ta thấy được là cái số lượng Bitcoin đào ra đó đã bị giảm phân nửa thì cái đó từ từ thấm vào trong thị trường thì chúng ta mới bắt đầu thấy giá tăng sau khi mà có Bitcoin hai À, thì nếu là như vậy đó thùng vẫn tin chúng ta nằm đâu đó như là bạn này à, đang nghĩ các bạn chúng ta nằm ở đâu đó ở cái à, phần 2 và phần 3 Thật ra bull trap đó, chúng ta đã không còn nghe nhiều nữa Khi mà giá tăng từ khoảng chừng 16.000 đô Các bạn đã nhớ đó lên tới khoảng chừng là 20.000 đô Thì lúc đó chúng ta nghe rất nhiều bull trap Nhưng mà giá đại đi từ 20.000 đến 25 rồi đến 30.000 Thì từ từ cái tên bull trap đó, đó cũng đã từ từ không được nhắc tới nhiều nữa các bạn Thì chúng ta đâu đó giữa phần 2 và phần 3 Có nghĩa là đối với Thuận đương nhiên quan điểm cá nhân mà thôi và thuần cũng không có dựa vào cái chu kỳ như thế này để mà ra quyết định bán hay là mua các bạn tại vì thường không có all in hay là không có all out thuần trung mình giá vào và trung mình giá ra thì thuần nghĩ là chúng ta đâu đó giữa cái sự hoài nghi và hy vọng của các bạn nằm đâu đó ngay cái phần này đó là sự cá nhân của thuận mà đương nhiên thuận chỉ áp dụng chiến lược chung mình giá mà thôi và điều quan trọng hơn đó là nhiều bạn nói chúng ta không thể nào biết định đến đâu và đấy đâu cho nên làm sao mà canh được cái đó cũng không quan trọng đâu các bạn Giá của Bitcoin bao nhiêu không quan trọng bằng các bạn cần bao nhiêu Hiểu đơn giản hơn đó là Giả sử như là các bạn cần Bitcoin tăng 2 lần đi Thì các bạn mua Bitcoin ở mức 15.000 và bán ở 30.000 Cũng giống như các bạn mua Bitcoin ở mức là 30.000 Rồi chờ tới 60.000 để mà bán ra Hay là thậm chí cũng như là các bạn mua ở cái đỉnh là 60.000 đô Rồi các bạn chờ Bitcoin lên tới 120.000 để bán ra Thì giá Bitcoin nó không có quan trọng bằng các bạn cần bao nhiêu tiền đó là điều mình thường cảm thấy là quan trọng hơn cho nên nhiều người đó thì uh, các bạn thấy là họ rất là quan tâm đến là chờ đến khi nào thích hợp thì mới tích lũy chúng ta mãi mãi không biết được đấy cho đến khi mà đấy nó đã qua rồi chúng ta mãi mãi không biết được đỉnh khi mà đỉnh nó đã qua một thời gian rồi cho nên đối với thường thì uh, thường chỉ chung mình giá vào và chung mình giá ra mà thôi và cân bằng trên mùa đầu tư, cân bằng tiền mặt của mình, luôn biết là mình cần bao nhiêu và cần khi nào. Chúng ta có một số những thông tin nhỏ khác cũng muốn chia sẻ nhanh với các bạn. Chúng ta có thông tin đến từ Coinbase thì uh, Coinbase uh, cũng đã liệt đồng PayPal USD, đồng PYUSD này vào trong cái uh, lịch trình của họ để mà xem xét. Không có nghĩa đồng này sẽ được add vào trong Coinbase, chỉ uh, có nghĩa là sàn Coinbase uh, đã đưa đồng này vào cái lịch trình để họ xem xét để mà list trên sàn thì đây cũng là một cái thông tin khá thú vị các bạn tại vì PYUSD là một đồng mà làm cho mọi người rất bất ngờ, đột ngột PayPal lại tung ra cái đồng ổn định này. Kế tiếp đó thì chúng ta cũng thấy gần đây đã có nhiều cái uh, thông tin liên quan đến uh, CZ, Binance uh, bán uh, tiền của khách hàng dùng đó để mà thu mua BNB tại vì sợ BNB xuống giá. Thì người này ở trên mạng đó là Ziki Hopium cũng đã chia sẻ một cái thuyết rất là dài các bạn thường sẽ không có lặp lại cái thuyết này ở đây nhưng mà nói tóm lại đó thì dựa theo uh, nhiều cái suy đoán của Ziki Hopium thì tất cả những thứ này đều là phết hết. Tại vì trên căn bản đó cái số lượng mà bị thanh lý ở trên Venus Protocol đó chỉ là khoảng chừng 30 triệu mà thôi à, Và số tiền này đó trước hết là không có bằng chứng nào cho thấy là của sàn Binance bị thanh lý Vì lý do đó không lý do gì mà sàn Binance à, phải bán Bitcoin của khách hàng để có thể lắp lại cái khoản đó Thứ nhì nữa là cho dù là 30 triệu này của Binance đi nữa đó thì Binance có thu nhập là tính cho hàng tỷ thì không thể nào mà 30 triệu có thể thứ nhất là ảnh hưởng đến giá thị trường thứ hai nữa đó là sàn Binance phải đến nỗi bán Bitcoin của khách hàng để mà mua BNB đi giữ giá Và cũng không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy là sàn Binance đang có một cái lệnh đòn bẩy lớn sắp từ bị thanh lý nếu như mà giá BNB xuống tới mức nào đó Hay là đang vay mượn một nơi nào đó mà chuẩn bị bị thanh lý Đó là những suy đoán hiện tại mà thôi Và thường cũng đã từng chia sẻ với các bạn trước đây à, có thật hay không đó thì đối với Thuận kết quả cũng là chúng ta nên tự lưu trữ khóa cá nhân Đó là điều mà à, Thuận thường, thường hay chia sẻ với các bạn nhưng mà CZ thì cuối cùng một lần tiếng nói là tất cả chỉ là phớt thôi các bạn đó là cái sự chia sẻ từ ZK Hopium và CZ và nói tới Binance đó, thì các bạn thấy là Binance Card đây là một cái thẻ giống như ngân hàng các bạn nhưng mà thẻ này đó là khi các bạn xài thì nó sẽ trừ tiền ở trong sàn Binance thì dựa theo cái tài liệu được chia sẻ trên mạng đó, thì Binance Card sẽ không tiếp tục hỗ trợ những người dùng ở Nam Mỹ và ở Trung Đông nữa lý do tại sao đó thì không nói rõ ở đây nhưng mà các bạn thấy được thông tin dưới này cho thấy được là chỉ có một phần trăm khách hàng sử dụng mà thôi những thông tin này đó thường là những thông tin mà các bạn thấy được chia sẻ như là tin tức xấu liên quan tới binance nhưng mà trong thời điểm này đó tôi nghĩ là binance có khả năng tại vì có rất nhiều động tĩnh các bạn thì có khả năng là họ đang streamline lại có nghĩa là họ đang xem xét lại tất cả những cái dịch vụ mà họ đang hỗ trợ hiện tại cái gì kiếm được tiền cái gì không và điều chỉnh lại để củng cố đó cũng có thể là lý do đây là thông tin mới nhất liên quan tới Binance mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và ngày hôm qua tôi đã chia sẻ thông tin về cái tiền kỹ thuật số của nước úc các bạn. Đây là một sự nghiên cứu đến từ ngân hàng trung ương của nước úc. Một điều mà thuận không có đọc ngày hôm qua, hôm nay mới nhận được đó là các bạn có biết là nước úc ngân hàng trung ương của họ đang đề nghị là có một CBDC tiền kỹ thuật số quốc gia nằm trên mạng lưới ether. Cực kỳ thú vị luôn. Các bạn đã nhớ là thường hay chia sẻ với các bạn là CBDC đang nghe thì có vẻ là áp dụng được và có thể là xử lý được nhiều vấn đề và giải quyết nhiều thứ. À, và đó là điều mà ngân hàng chúng muốn quản lý tất cả các bạn. Nhưng mà một vấn đề là nếu như CBDC là một cái mạng lưới tư nhân các bạn, nghĩa là không phải là một blockchain công cộng, giao dịch bên ngoài nước đó sẽ, sẽ cực kỳ khó khăn. Giả sử như các bạn là một người mà giả sử như các bạn xuất khẩu đi thì không lẽ người mà các bạn mua giống như là người đó là ở Hoa Kỳ đi các bạn nói là bây giờ tôi xuất khẩu nhưng mà anh phải tải cái ứng dụng này về rồi sau đó anh phải tìm cách nào đó để mà mua đồng CBC của nước chúng tôi rồi sau đó dùng đó để mà chuyển qua cao thì cái đó nó rất là phiền phức các bạn à, và nếu như mà mỗi quốc gia đều có một CBC đó không lại các bạn phải tải hàng trăm ví về để mà giao dịch cho nên nó cũng không có lo lắm và thường cũng luôn nghĩ là họ sẽ sử dụng một cái mạng lưới như thế nào thì Thuận luôn nghĩ là CBDC đó tới cuối cùng cũng ít nhiều gì đó một là chạy trực tiếp trên một mạng lưới công cộng còn hai đó thì sẽ chạy trên mạng lưới tư nhân nhưng mà sẽ có sự kết nối mạng lưới công cộng giống như là các bạn thấy là sử dụng Ethereum sử dụng những cái mạng lưới level 1 khác L1 khác Những cái nền tảng khác đó thì các bạn có thể sử dụng CBDC Rồi dùng đó làm thế chấp trên mạng Rồi có thể tạo ra một đồng khác ở trên một mạng lưới kia Rồi có thể dùng để thanh toán như là cross chain các bạn có những cái câu nói với nhau Thì đó điều mà Thuận luôn suy nghĩ và ít ra bây giờ đó thì hình Úc đang nghĩ đến là sử dụng mạng lưới Ethereum Nhưng mà ý tưởng ngay bây giờ đó thì vẫn đang chậm các bạn sau này có thể là nhanh hơn khi mà họ bắt đầu áp dụng triển khai những phần còn lại giống như là ứng dụng sharding à, cho cái xử lý Ethereum nhanh hơn bằng cách là chia dữ liệu ra và xử lý cùng một lúc Nhưng mà đó là chuyện sau này Ether vẫn rất là chậm thì nếu như mà CBDC của nước Úc chạy trên Ý thì sẽ ra sao Tại sao lại không sử dụng mạng lưới tầng 2 của Ethereum Chúng ta cũng có thông tin liên quan tới Solana các bạn Thì đây là thông tin giữa Solana Pay và Shopify Nền tảng thương mại điện tử đó, hàng đầu Shopify đã tích hợp với giao thức thanh toán Solana Pay Và điều này giúp người dùng thanh toán nhanh hơn và loại bỏ các phí ngân hàng Tạo điều kiện thanh toán trực tiếp bằng USDC hay là Solana và đây là hợp tác như thằng Duy chia sẻ giữa Solana Pay và Shopify à, Hứa hẹn mang lại lợi ích lớn cho cả người bán và người mua Trong việc phát triển thanh toán trong không gian thương mại tiền điện tử đây là thông tin uh, coi như cũng tích cực liên quan đến Solana tại vì tôi biết cũng nhiều bạn vẫn còn đang là fan của uh, Solana hiện tại USDC chúng ta cũng đã có thông tin rồi các bạn hôm qua chúng ta cũng nói tới là USDC có thể là có trên nhiều mạng lưới khác nhau thì bây giờ đã có thông tin là sẽ có trên mặt 6 blockchain khác trong đó chúng ta có là Polygon Base mạng lưới của Coinbase Polkadot, Near Optimism và Cosmo thông qua Noble Chúng ta cũng có thông tin uh, đến từ uh, Cộng hòa Trung Phi thì Cộng hòa Trung Phi đã cấp phép mã hóa và cho phép giao dịch đất đai và tài nguyên thiên nhiên bằng token với hy vọng là đưa quốc gia này trở thành điểm đến kinh doanh ưa thích ở Châu Phi. động thế này đây cũng gây ra nhiều sự lo ngại, tại vì một số người lo lắng đã có thể dẫn đến khai thác quá mức ở trạng kiệt tài nguyên. Thì hiểu đơn giản hơn đây các bạn thấy được là crypto blockchain là một cái gì đó có thể giúp ích được cho một số quốc gia mà có thể tiếp cận với lại những quốc gia mà có tiền hơn hay là có nhiều nhà đầu tư à, đang tìm kiếm một nơi nào đó để mà thu mua tài sản Các bạn có nghĩ đi các bạn, giả sử như là có một ngôi nhà ở Cộng Hòa Trung Phi thì trước đây đã làm sao các bạn có thể bán ngôi nhà đó cho một người đầu tư ở Hoa Kỳ đang ngồi ở New York thì bây giờ đó có thể nếu như mà phát hành đó bằng token các bạn các bạn có thể là phát hành chia ra thành nhiều token cho một căn nhà đó và người dùng có thể là mua token đại diện cho tài sản đó và nếu như mà tài sản đó có thu nhập thì có thể là chia sẻ thông qua token hay cách gì đó nói chung đó thì khi mà token hóa tài sản thì có thể tiếp cận được với nhà đầu tư trên khắp thế giới một cách rất dễ dàng thậm chí các bạn ở Việt Nam ở Hàn Quốc ở bất cứ đâu cũng có thể tham gia vào và đó là tương lai mà BlackRock thường hay nói tới tương lai mà chúng ta cũng đã nghe nói tới từ Singapore và những quốc gia khác và thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn trước khi mà kết thúc video này đó là thông tin đến từ Prime Trust thì công ty này các bạn đã nhớ đó họ đã khai bảo vệ phá sản rồi họ lưu trữ tiền cho khách hàng nhưng mà bây giờ đó họ nói là họ đã mất một số tiền chúng ta bây giờ đã biết rõ ràng hơn là họ mất tiền vì lý do gì tại vì thông tin cho thấy là công ty Prime Trust này đã, đã đầu tư vào Terra USD và thua lỗ 6 triệu USD của khách hàng và 2 triệu USD từ công ty nhưng mà điều chúng ta nên hiểu đó là công ty Promtrust này đã trước đây lúc nào cũng nói là chúng tôi không bao giờ sử dụng tiền của khách hàng để cho vay hay là đầu tư gì hết. Nhưng mà tại sao bây giờ các bạn lại thấy là lại mất 6 triệu đô la tiền khách hàng? Đừng tin tôi hết các bạn từ lưu trữ khoa cá nhân và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong một video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Như mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách ta bấm vào cái link bên dưới video để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch khi tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitgate hay là Binance và một số khác như các bạn như trên màn hình. Như thế nào mà sử dụng sàn như vậy tới đây nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.